Các bạn đã bị chia nghèo vì không có nhiều con nuôi, đừng buồn nhở. Vào ngay shopconhuy24h.com, khi mà bạn chúng ta đăng ký đăng nhập tài khoản mới vào trong đây thì bạn sẽ nhận được con Huy hoàn toàn miễn phí luôn các bạn nhá. Đây thì mình sẽ nhận con Huy này. Ôi, chúng ta nhận được 416 con Huy, quá là ngon luôn. Chưa làm gì chúng ta đã có con Huy rồi. Và trong đây sẽ có rất là nhiều vòng quay để bạn có thể tha hồ chúng ta nhận con Huy để rút về nick các bạn nhá. Đường link ở shop thì mình sẽ để phía bên dưới cho tất cả bạn chúng ta vào vui chơi và chúng ta trải nghiệm nhận thật là nhiều con Huy bạn nhá. Hi, xin chào bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới rất là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này thì mình sẽ đưa đến các bạn rất là nhiều những cái thông tin mới để chúng ta nhận quà nhá, và cái cập nhật cái phần quà đền bù dành tới cho tất cả bạn. Ok chưa? Thì chúng ta cũng mới ra mắt cái sự kiện Ultraman vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 7. Thì rất là nhiều bạn cũng khá là đáng tiếc vì Floor chúng ta không được free đúng không ạ? Khá đáng tiếc luôn đấy. Thì ngày hôm qua mình cũng có dành tặng cho mấy bạn fan. Nói chung là mình lên clip thì chỉ lên clip một bạn thôi, còn thực ra là mình tặng cho mấy bạn liền con Huy để các bạn quay sự kiện Ultraman ấy. Đó, ok. Sớm nữa thì mình sẽ cho các bạn xem mình cái bản page của mình và mình đưa cái bài viết đó lên từ khi nào nhá. Đầu tiên thì nói chung là rất là nhiều bạn chỗ nào cũng thích phần quà skin. Nhiều bạn thì bảo là ui không tặng đâu, không tặng skin đâu, các kiểu. Đây mình tặng cho các bạn xem nhá, không là các bạn lại bảo là không tặng đâu. Đây nói chung là chúng ta tặng trang phục ra chiến thần Mói Thái nhá, tại vì trang phục này các bạn chúng ta rất là thích luôn. Ok chưa? Mình cũng thấy là nhiều bạn chúng ta chưa từng tặng quà nên là chúng ta chưa biết. Khi mà các bạn kết bạn xong, chúng ta phải chờ đủ thời gian chúng ta mới tặng quà được nhá. Tránh trường hợp các bạn nạp con hy lậu các bạn tặng quà đấy. Vậy là chúng ta tặng quà thành công rồi này. Nên là nhớ tham gia mini game để nhận được rất là nhiều skin như thế này nhá. Và trong video này thì mình cũng sẽ đưa đến cho tất cả bạn rất là nhiều những cái sự kiện mới này và phần quà đền bù tới cho tất cả bạn nhá. Đó thì ngày hôm qua mình cũng có một cái bài viết ở trên fanpage, rất là nhiều bạn chúng ta không biết đến fanpage của mình. Thì đây mình đưa đến cho tất cả bạn luôn nhá. Đây fanpage của mình đây là giống tên kênh luôn các bạn nhá, Thầy Giáo Liên Quân này. Thì hôm qua mình cũng có một cái bài viết đây, cần nick của một hoặc hai bạn để chúng ta quay thử sự kiện Ultraman. Tại vì mình có skin rồi ấy, nên không quay được, qua nick các bạn fan đi. Thì nói chung là tặng cho bạn fan thì ok hơn đúng không các bạn. Đó thì cũng có một số bạn gửi cho mình và mình trước khi gửi ấy mình đã bảo rồi, bảo mật thật kỹ đi. Đó rồi chúng ta hãy gửi, tránh những vấn đề liên quan. Đó ok, nói chung là cũng muốn giúp các bạn fan nhưng mà các bạn cũng phải bảo mật thật kỹ lên nhá. Còn rất là nhiều bạn bảo là mình không tặng quà cho fan đâu các kiểu. Đây thì các bạn có thể vào trong kênh chúng ta xem lại một cái clip này, đột nhập nick fan tặng quân Huy vàng cốt. Thì trong cái video này nhá, mình có tặng cho một cái bạn fan 10.000 con Huy mình nạp trực tiếp bằng thẻ Garena. Các bạn có thể tìm lại chúng ta xem nhá, clip cách đây 11 ngày rồi. Đó, 11 ngày này, biến nick cùi thành nick VIP cho bạn fan này. Bạn nào nếu mà chúng ta gọi là có thắc mắc gì thì chúng ta có thể nếu mà không tin, các bạn nếu không tin hoặc là các bạn nếu mà thích thì có thể xem lại cái video này nhá. Vào trong kênh cái là chúng ta thấy ngay ngoài trang chủ rồi. Ok chưa? Còn rất là nhiều bạn chúng ta cùng hỏi về cái rút con Huy. Đây các bạn vào shop con Huy 24h, shop con Huy 24h.com này. Rất là nhiều bạn chúng ta hỏi là tại sao. Ôi, đây mình ghi lại nhá, chắc là mình ghi sai mất rồi. Shop con Huy 24h này .com này. Rất là nhiều bạn chúng ta hỏi là ui tại sao mà khi mà chúng ta rút con Huy thì các bạn phải ghi tài khoản và mật khẩu game. Thì mình cũng có nói rồi, có tài khoản mật khẩu game thì các bạn mới rút về nick được chứ, đúng không? Đó, các bạn nếu mà vào những cái shop lớn, ví dụ thôi nhá, mình ví dụ như là shop của anh Moba Việt này. Đó, shop của anh Trưởng Star này, các bạn vào xem, người ta đều rút bằng tài khoản mật khẩu hết chứ các bạn, làm sao mà chúng ta rút bằng cái khác được đúng không? Ok, nên là bạn nào nếu mà thắc mắc thì cũng có thể vào sang những cái shop đó xem có đúng không nhá. Rất là nhiều bạn chúng ta thắc mắc. Ok, và tiếp theo thì mình cũng sẽ đưa đến các bạn rất là nhiều những cái thông tin cập nhật về cái phần quà đền bù tới cho tất cả bạn nhá, để chúng ta biết được phần quà đền bù trong phiên bản mới này nhá. Đầu tiên thì mình đang có mặt tại trang fanpage của Anna Liên Quân Mobile. Ok, thì Liên Quân mới đưa một cái bài viết, đó chính là chào cả các hiện tướng thân mến này, do sự cố về mặt kỹ thuật nên hội đồng Liên Quân cần tạm hoãn và chưa thể hoàn thành quá trình đền bù. Đó, vậy là nếu bạn nào chúng ta có trang phục Payna hoặc là chúng ta có vị tướng Payna ấy thì chúng ta đây việc gửi lại trang phục dự kiến. À, vậy là nếu mà bạn nào có vị tướng Payna rồi thì chúng ta sẽ được chuyển đổi thành hai lần luôn. Còn nếu như mà những bạn nào chúng ta có skin của Payna ấy thì việc gửi lại trang phục dự kiến sẽ
được tiếp tục vào thứ hai nhá. Vậy là bên Garena cũng nghỉ lễ các bạn, nghỉ ngày cuối tuần. Ok, và các bạn nhớ này là vào ngày 11 tháng 7 sau khi sự cố được khắc phục ấy, thì phần quà skin nó sẽ chuyển về hộp thư dành cho tất cả bạn nhá. Nếu mà các bạn chúng ta có skin của Paina cảnh vệ rừng hoặc là skin Paina nghỉ lễ một đêm ấy, thì bạn sẽ được đền bù xương skin, thẻ giảm giá này, rất là nhiều phần quà. Nhưng mà các bạn phải chờ đến ngày 11 tháng 7 cơ. Ok chưa bạn? Đó, ngày 11 tháng 7 thì các bạn chúng ta mới có được cái phần quà này nhá. À, cái phần quà đền bù này các bạn nhá. Nên là rất là nhiều bạn chúng ta đã hóng chờ mà chờ mãi chưa thấy phần quà đền bù ở đâu, nên là mình cũng đưa đến các bạn thông tin này luôn. Tiếp theo thì mình cũng có vào trong trang fanpage của Cao Thủ Liên Quân luôn. Thì các bạn nhớ này, là ngày 10 tháng 7 thì chúng ta cũng có chung kết AIC rồi. Thì bên trang Cao Thủ Liên Quân ấy, chúng ta cũng đưa đến cho tất cả bạn phần quà. Từ mình lướt thử xem cái phần quà ở đâu nhỉ. Có vẻ là nó hơi trang fanpage đưa nhiều thông tin quá nên là nó trôi đâu mất rồi đấy các bạn. Ok, đây, chung kết AIC này thì mình cũng nói qua về cái chung kết luôn, là khi các bạn xem chung kết ấy, chúng ta đạt cột mốc view thì các bạn sẽ nhận được quà. Còn lại thì khá là đáng tiếc là các bạn sẽ không có mã code trong cái sự kiện chung kết lần này rồi bạn nhá. Đây, mình vào cái sự kiện giải đấu cho bạn xem này. Thì cái chung kết sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ, nghĩa là 4 giờ chiều ấy, ngày 10 tháng 7 các bạn nhá. Và đây, mình kéo xuống phía đây này, thì chúng ta chỉ có sự kiện đó chính là xem AIC nhận quà free khi mà các bạn chúng ta đạt cột mốc view thôi. Nếu mà toàn thế giới nhá, chúng ta đạt được 1 triệu lượt xem trực tiếp thì bạn sẽ nhận được trang phục của Aleister này. Còn mốc 5, các bạn sẽ được mở khóa khi có 500.000 người xem cùng lúc tại Việt Nam nhá. 500.000 là cũng hơi bị căng luôn đấy. Còn ngoài ra thì mình có thấy lần trước ấy, trên cái sự kiện của Liên Quân, người ta có đưa là bán kết AIC ấy, các bạn sẽ có mã code, nhưng mà vào chung kết thì không thấy mã code đâu, cả đán quay xe luôn các bạn, không thấy nói gì đến mã code luôn. Đó, khá là đáng buồn. Các bạn nào nếu mà muốn nhận quà đền bù thì chúng ta cứ chờ nhá. Còn thêm một cái sự kiện nữa. Đây, một cái sự kiện nữa nhá. Sắp tới thì chúng ta cũng có một cái sự kiện hợp tác với một cái ca sĩ vào ngày 24 tháng 7, hình như là vào ngày 24 tháng 7. Thì bạn sẽ có rất là nhiều phần quà free. Và mình bật mí trước tới cho tất cả bạn nhá. Đó chính là các bạn sẽ nhận được trang phục Butterfly, skin của Butterfly hoàn toàn free trong sự kiện hợp tác lần này. Ok cho bạn. Đó, bật mí trước rồi đấy. Rồi, và sự kiện đó chính là AOV đây nhá. Sự kiện thường niên hàng năm dành tới cho tất cả bạn. Còn cái sự kiện mà các bạn xé lịch như thế này này. Đây, các bạn xé lịch thì các bạn nhớ nhá, là chúng ta sẽ nhận quà vào ngày 15 tháng 7. Và các bạn nhận vào hình như là, mình cũng không nhớ thời gian, nhưng mà không phải là các bạn nhận vào sáng đâu nhá. Hình như là vào chiều hay tối ấy các bạn mới nhận được. Ok, mình quên mất cái mốc thời gian rồi. Không là nhiều bạn cứ chờ ngày 15 tháng 7 sáng ấy là vào nhận luôn, không được đâu nhá. Ok chưa? Rồi, thì video của mình chắc có lẽ cũng kết thúc tại đây thôi, tại vì khá là dài rồi. Bạn nào đang xem nếu mà muốn nhận Quân Huy, quay Quân Huy các kiểu thì nhớ vào đường link shop mình để phía dưới nhá. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.